Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay các bạn hãy cùng mình tô màu cho chữ tờ và con rùa nhé. Mình sẽ tô màu chữ tờ. Các bạn thân mến, vậy là mình đã tô màu xong cho chữ tờ và con rùa rồi đấy. Các bạn đừng quên like video và đăng ký kênh cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.